Ngày xưa, tại nước Đại Việt, có một người con gái xinh đẹp tên là Mai Nương. Nàng là con của một vị thổ ti vô cùng quyền lực vùng Sơn Cước. Cha Mai Nương yêu thương con gái vô cùng. Nàng đang sống những tháng ngày hạnh phúc, bình yên bên cha, thì bỗng đâu, tai họa bỗng xảy ra. Tất cả những gì đáng giá mang về hết cho ta. Các ngươi là ai? Giữa thành thiên bạch nhật, sao lại xông vào nhà dân lành, ngang nhiên cướp bóc? Nàng xinh đẹp quá, vậy làm phu nhân của ta nha. Ta sẽ không để cho nàng phải khổ. Ta cấm ngươi đụng đến con gái ta. Xem ra lão già này chán sống rồi. Bay đâu, mang mỹ nhân về doanh trại cho ta. Bỏ ta ra, bỏ ta ra, bỏ ra. Bỏ con gái ta ra, ta sẽ liều chết với các ngươi. Lão già đáng chết. Cha, cha. Các ngươi muốn làm loạn ở đây sao? Còn không mau biến đi. Cô nương, cô không sao chứ? Xin công tử, công tử hãy thương tình cứu lấy cha của tôi. Ta, sao ta lại ở đây? Còn cha của ta, ông ấy đâu rồi? Nàng hãy bình tĩnh đi. Vì cha nàng quá yếu nên đã không qua khỏi. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Cha ơi, vì may mắn được Hoàng Tùng cứu thoát nên Mai Nương rất cảm kích chàng, rồi nhận lời gá nghĩa kết duyên. Ừ, giờ ta muốn trao nó lại cho nàng. Ta muốn nó sẽ là vật minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Nàng hãy luôn mang nó bên mình nha. Năm năm sau đó, nước nhà có quân xâm lược, trại tráng khắp nơi hưởng ứng, trong đó có Hoàng Tùng. Mai Nương, mai này ta phải ra trận rồi. E rằng giữa xa trường, gươm dao trận bạc hiểm nguy, không biết khi nào quay trở lại. Chàng đừng làm thiếp sợ mà. Nhất định chàng phải trở về như lời chúng ta đã ước hẹn cùng nhau. Ở chốn biên cương, chỉ mong chàng nhớ rằng có thiếp luôn chờ mong chàng ngày đêm. Mai Nương, sợi dây chuyền kỹ vật, sao ta không thấy nàng đeo? Chắc là thiếp đã vô tình làm rơi ở đâu đó rồi. Để lát thiếp về nhà tìm lại. Đó là vật hẹn ước ta tặng cho nàng. Sao nàng không cẩn thận gì hết? Vậy sau này nếu ta ra xa trường, ta thật không yên tâm về nàng chút nào. Hey, cô em xinh quá. Đi đâu một mình giờ này? Lại đây trò chuyện với bọn ta nào. Nàng đi đâu mà vội thế? Nhà nàng ở đâu để ta đưa về? Nàng chính là Mai Nương phải không? Trước đây khi cha nàng còn sống, ta đã từng đến nhà nàng mấy lần rồi. Ta đã ngưỡng mộ nàng từ rất lâu rồi. Vậy thì có liên quan gì đến ta? Giữa đường giữa lối mà các ngươi lại trêu ghẹo con gái nhà lành, có đáng mặt nam nhân hay không? Ta là người đã có hôn ước rồi, xin các ngươi hãy giữ tự trọng cho. Xin nàng thứ lỗi, gặp được nàng ta vui quá nên không giữ được phép thắt. Ta biết nàng đã có đến ước với Hoàng Tùng, nhưng anh ta cũng sắp ra trận rồi, chẳng biết có ngày về hay không. Chi bằng nàng hãy theo ta, ta sẽ che chở cho nàng. Những lời đó mà các ngươi cũng có thể nói ra được, thật vô sĩ mà.
Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Sao ngươi cứ phiền ta mãi vậy? Ta đến đây để cho nàng xem cái này. Sao ngươi lại có nó? Trả lại cho ta. Muốn lấy lại nó rất dễ. Chỉ cần ngày mai vào đúng giờ này gặp nhau ở hồ Sương Mai. Ta đã đến rồi. Ngươi mau trả lại kỷ vật cho ta đi. Sao nàng vội vàng thế? Nàng không muốn ngồi xuống đây chúng ta trò chuyện một lát sao? Hóa ra là nàng đã lừa dối ta. Tại sao nàng có thể đối xử với ta như vậy chứ? Tại sao? Nàng có thể cho ta một cơ hội được không? Hoàng Tôn à, chàng hãy nghe thích giải thích đã. Thưa nàng, công tử đang có chuyện gấp, không gặp ai trong lúc này. Tùng quân, thiếp mong gặp chàng lần cuối để được nói hết nỗi lòng mình cùng với chàng. Ngày mai đã là ngày ra trận, ta chỉ muốn tiễn chàng lần cuối thôi. Giờ này chàng đã ra quân rồi, vậy là chàng không muốn gặp mình nữa. Vậy là mình đã hết cơ hội để giải thích với chàng rồi. Thân liễu này tựa bóng Tùng quân, dù qua bao giông bão đổi thay thì xin chàng cũng đừng quên thiếp nha. Lòng thiếp luôn mãi hướng về chàng. Thiếp chỉ muốn được chứng minh cho chàng biết tấm lòng trong sạch của mình. Bà con ơi, có người trên núi. Cứu! Cứu! Một năm sau. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ta không muốn nghe bất cứ điều gì thêm về ngươi. Một con người phản bội. Không, sự thật không phải như vậy đâu. Tất cả là lỗi của ta. Chính ta đã nhặt được kỷ vật của Mai Nương. Ta đã hẹn gặp nàng ấy để trả lại. Và cũng cố tình hẹn ngươi ra để muốn ngươi chứng kiến cảnh ta và nàng ấy gặp nhau, để ngươi hiểu lầm nàng ấy và bỏ rơi nàng ấy. Vì ta quá yêu Mai Nương, chính ta đã gây ra cái chết cho nàng ấy. Ngươi nói gì? Mai Nương, nàng ấy đã... Lúc đó ta thấy tà áo trắng gói bức thư này trên tán cây thông. Ngươi hãy giữ lấy nó đi. Đây là những điều mà Mai Nương muốn nói cùng ngươi trong lần sau cuối. Tim ghi bóng hình Tùng quân trọn đời, mãi không đổi dời, đến bạc đầu son sắt mãi về sau. Hồ Sương Mai buồn hơn, ảm đạm hơn. Chim muông ngừng tiếng hót. Cây cỏ trong rừng ủ rũ lụi tàn. Dòng nước chảy xuống làm thành một giếng sâu. Nơi Mai Nương trầm mình bỗng biến thành một hồ rộng rãi, im lặng bên rừng kỳ ngộ. Mai Nương, ta xin lỗi nàng. Nàng có nghe thấy lời ta nói không? Ta đã trách nhầm nàng rồi. Tùng quân, có ngờ đâu lời ước hẹn năm là lời chia ly vĩnh viễn. Mộ quai bên bờ hồ vắng lặng, dưới bóng hồ cô tịch giữa rừng thông. Ngàn trùng thiên lý biên thùy xa,
còn than thở minh chứng cho duyên tình ta. Tùng Quân, thiếp mãi mãi yêu chàng. Đừng bỏ ta, Mai Nương. Từ đó, Hồ Sương Mai được dân làng gọi là Hồ Than Thở cho đến ngày nay. Như chính sự tiếc thương cho Mai Nương và mối tình ngang trái của nàng với Hoàng Tùng. Trần Quảng dạy con. Chết, năm nay mất mùa quá. Mấy mẫu ruộng nhà ta mà may ra cũng chỉ đủ gạo ăn thôi. Ừ, lúa má năm nay chán quá. Ruộng nhà ta mà có thế thì ruộng các nhà khác còn kém hơn. Nhanh lên mọi người ơi! Thật là một người đức độ hiếm có. Phải đấy, chẳng ai được như Trần Quảng tiên sinh. Biết năm nay làng ta mất mùa nên cụ mở kho, cho mỗi nhà dây 20 thúng chống đói. Nhanh nhanh đến còn xếp hàng nữa. Hả? Mình phải nghĩ cách đi chứ. Chẳng lẽ cứ để cha mang hết của cải đi cho người khác thế à? Đó là cho vay, nhưng có thấy đòi được ai bao giờ đâu. Cha về nghĩ, được hoàng thượng ban cho bao nhiêu là vàng bạc, gấm vóc, thóc gạo, lẽ ra cha phải để dành cho vợ chồng mình mới phải. Đằng này cụ đi giúp hết người nọ tặng người kia, còn vợ chồng mình thì không lẽ mình không phải là con đẻ của cha sao? Thôi, mình đừng nói nữa, tôi cũng đang buồn hết cả ruột lên đây. Vậy thì mình phải nghĩ cách gì đi chứ, đợi đến lúc cha không còn xu nào mới nghĩ ra cách hả? Được rồi, để tôi nghĩ. Phải rồi, có khi chỉ còn mỗi cách này thôi. Cách gì hả mình? Tôi sẽ sang nhà bác hai trưởng tộc, kể lể với bác ấy những khó khăn vất vả của vợ chồng mình. Nhờ bác ấy khuyên cha mình, hãy dành tiền ấy để mua nhà đất cát, nhà cửa để dành lại sau này, chứ đừng có dung dãi như thế nữa. Chí ít gì bác ấy cũng là trưởng tộc, tiếng nói cũng có trọng lượng, thế nào cha mình chẳng phải nể đôi phần. Phải đó, có thế may ra mới được mình ơi. Ăn cơm xong vợ chồng mình cùng đi ngay nha. Chú lại đang ngồi ngắm chim đó à? Chào bác cả, có chuyện gì mà bác phải đích thân đến tận nhà em thế này? Sao không bảo đứa nào nó nhắn để em sang? Rồi rồi, chú cứ mặc kệ tôi. Số là vợ chồng thằng Tư tối qua có sang tôi. Chúng nó nhờ tôi sang đó với chú về cái chuyện... À, chắc là cái chuyện em cho bà con vay thóc gạo hôm qua chứ gì. Mà chúng nó nói tôi nghĩ cũng phải. Chú chỉ có mỗi thằng Tư, sau này nó cũng là người nhang khói phụng thờ tổ tiên. Dù ít dù nhiều, cũng nên để lại cho vợ chồng nó ít vốn liếng. Chứ tôi thấy chúng nó cũng đầu tắt mặt tối lắm. Bác dạy thì em xin nghe. Chẳng phải để lại cho vợ chồng nó rất nhiều đấy sao? Sao? Sao tôi thấy chúng nó nói... Là bởi chúng chưa hiểu ý em nên mới nghĩ vậy. Em đã già, há lại không nghĩ đến con cháu hay sao? Hiện em cũng có ít ruộng của tiền nhân để lại cho chúng nó. Chúng mà chăm chỉ làm lụng thì lo gì cái ăn cái mặc. Còn nếu bây giờ em lại làm cho chúng giàu có, để chúng dư giả, thì chính em làm cho chúng sinh lười biếng mà thôi. Xưa nay, người giỏi mà sẵn có nhiều của, nhiều tiền, chí sẽ kém đi. Người ngu mà sẵn tiền sẵn của thì càng thêm tội lỗi. Chi bằng để lại cho chúng cái phúc, cái đức, cái tiếng ấy, chẳng phải là đã để cho chúng rất nhiều rồi hay sao, hả bác? Chú nói chi lý lắm, quả là chỉ nhân hiểu đời thấu đạo. Chú dạy con quả đáng để cho mọi người học tập. Thương người dân. Bà lấy bên này nè,
bên này tươi hơn. Bà gửi tiền. Của bà 50.000, bà đưa cháu bó lại cho. Thôi không cần, về bà cắm luôn. Dạ vâng, con chào bà. Em chào chị. Sao trời mưa mà mẹ không thu máy hiên lại? Mẹ quên. Con dán tờ nhắc nhở trên tường rồi còn gì? Chắc tại mưa nhanh quá, mẹ luống cuống chẳng nhớ ra được việc gì. Ôi trời, đúng là mẹ. Đâu nhỉ? Mẹ nói ai cơ? Không có gì con à. Mẹ có làm sao không? Để mai con đưa mẹ đi khám nha. Mẹ không sao. Tại mẹ không thấy con bé bán hoa ở đâu hết. Cô bé bán hoa ư? Thế cô bé đó là thế nào với mẹ? Không là thế nào hết con à. Con bé hay trú mưa trước cửa nhà mình những hôm giông gió ấy mà. Tội nghiệp con bé quá. Ôi, mẹ đúng là ai lại đi thương cả người dân. Tôi chết rồi. Từ giờ trước khi con đi làm, con sẽ khóa cửa cổng lại. Mẹ đừng có mở cổng đấy. Sao lại thế? Bây giờ lừa đảo nhiều lắm. Mẹ thì có tính thương người, lỡ mai nó lừa cho thì khổ. Không có chuyện đó đâu con. Ở đời nhiều chuyện lắm, không biết trước được đâu mẹ ơi. Thôi con đi tắm nha. Mẹ cắm hộ con nồi cơm. Mẹ ơi, chút nữa mẹ thu quần áo ở hiên tầng 2 giúp con nha. Con cứ đi làm đi. Alo, chị ơi, chị có phải là con gái bác Sáu không ạ? Đúng rồi. Có chuyện gì không? Mà ai đây? Chị vào bệnh viện Xuân Tuấn đi ạ. Bác bị ngã bất tỉnh, em mới đưa bác vào đây. Cái gì cơ? Mẹ bắt thang để lấy cái khăn mắt vào cổng, chẳng may trượt chân. May mà có con bé phát hiện, không thì mẹ... Chị cảm ơn em nha. Không có gì đâu chị ơi. Em đi bán hoa, lúc chiều có qua trước cửa nhà chị trú mưa. Thấy bác bị ngã em lo quá, đã trèo vào nhà chị rồi mở cửa đưa bác đi đó. Em gửi chị chìa khóa ạ. Em xin lỗi vì đã trèo vào. Chị cứ về kiểm tra xem có mất mát cái gì không ạ. Chị không cảm ơn em thì thôi, ai lại... Các con có biết vì sao mẹ không thu bạc trước hiên mà mỗi khi mưa giông không? Không phải vì mẹ lẩn thẩn đâu, mẹ cố ý đó. Vì mẹ biết sẽ có ai đó mong tìm được một nơi như thế, cũng như mẹ từng có nhiều năm buôn bán vất vả ngoài đường. Cũng chỉ ước có một mái hiên nhô ra trong những chiều mưa giông như thế. Mẹ, con đã không hiểu được điều đó. Ngày xưa, tại nước Đại Việt, có một người con gái xinh đẹp tên là Mai Nương. Nàng là con của một vị thổ ti vô cùng quyền lực vùng Sơn Cước. Cha Mai Nương yêu thương con gái vô cùng. Nàng đang sống những tháng ngày hạnh phúc, bình yên bên cha, thì bỗng đâu, tai họa bỗng xảy ra. Tất cả những gì đáng giá mang về hết cho ta. Các ngươi là ai? Giữa thành thiên bạch nhật sao lại xông vào nhà dân lành ngang nhiên cướp bóc? Nàng xinh đẹp quá, về làm phu nhân của ta nha. Ta sẽ không để cho nàng phải khổ. Ta cấm ngươi đụng đến con gái ta. Xem ra lão già này chán sống rồi. Bay đâu, mang mỹ nhân về doanh trại cho ta. Bỏ ta ra. Bỏ con gái ta ra, ta sẽ liều chết với các ngươi.
Lão già đáng chết. Cha, cha. Các người muốn làm loạn ở đây sao? Còn không mau biến đi. Cô nương, cô không sao chứ? Xin, xin công tử, công tử hãy thương tình cứu lấy cha của tôi. Ta, sao ta lại ở đây? Còn cha của ta, ông ấy đâu rồi? Nàng hãy bình tĩnh đi. Vì cha nàng quá yếu nên đã không qua khỏi. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Cha ơi, vì may mắn được Hoàng Tùng cứu thoát nên Mai Nương rất cảm kích chàng, rồi nhận lời gá nghĩa kết duyên. Ừ, giờ ta muốn trao nó lại cho nàng. Ta muốn nó sẽ là vật minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Nàng hãy luôn mang nó bên mình nha. Năm năm sau đó, nước nhà có quân xâm lược, trại tráng khắp nơi hưởng ứng, trong đó có Hoàng Tùng. Mai nương, mai này ta phải ra trận rồi. E rằng giữa xa trường, gươm dao trận mạc hiểm nguy, không biết khi nào quay trở lại. Chàng đừng làm thiếp sợ mà. Nhất định chàng phải trở về như lời chúng ta đã ước hẹn cùng nhau. Ở chốn biên cương, chỉ mong chàng nhớ rằng có thiếp luôn chờ mong chàng ngày đêm. Mai nương, sợi dây chuyền kỹ vật sao ta không thấy nàng đeo? Chắc là thiếp đã vô tình làm rơi ở đâu đó rồi. Để lát thiếp về nhà tìm lại. Đó là vật hẹn ước ta tặng cho nàng, sao nàng không cẩn thận gì hết? Vậy sau này nếu ta ra xa trường, ta thật không yên tâm về nàng chút nào. Hey, cô em xinh quá. Đi đâu một mình giờ này? Lại đây trò chuyện với bọn ta nào. Nàng đi đâu mà vội thế? Nhà nàng ở đâu? Để ta đưa về. Nàng chính là Mai Nương phải không? Trước đây khi cha nàng còn sống, ta đã từng đến nhà nàng mấy lần rồi. Ta đã ngưỡng mộ nàng từ rất lâu rồi. Vậy thì có liên quan gì đến ta? Giữa đường giữa lối mà các ngươi lại treo ghẹo con gái nhà lành có đáng mặt nam nhân hay không? Ta là người đã có hôn ước rồi, xin các ngươi hãy giữ tự trọng cho. Xin nàng thứ lỗi, gặp được nàng ta vui quá nên không giữ được phép thách. Ta biết nàng đã có đến ước với Hoàng Tùng, nhưng anh ta cũng sắp ra trận rồi, chẳng biết có ngày về hay không. Chi bằng nàng hãy theo ta, ta sẽ che chở cho nàng. Những lời đó mà các ngươi cũng có thể nói ra được, thật vô sĩ mà. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Sao ngươi cứ phiền ta mãi vậy? Ta đến đây để cho nàng xem cái này. Sao ngươi lại có nó? Trả lại cho ta. Muốn lấy lại nó rất dễ. Chỉ cần ngày mai vào đúng giờ này, gặp nhau ở hồ Sương Mai. Ta đã đến rồi, ngươi mau trả lại kỹ vật cho ta đi. Sao nàng vội vàng thế? Nàng không muốn ngồi xuống đây chúng ta trò chuyện một lát sao? Là nàng đã lừa dối ta. Tại sao nàng có thể đối xử với ta như vậy chứ? Tại sao? Nàng có thể cho ta một cơ hội được không? Hoàng Tùng, Hoàng Tùng à, chàng hãy nghe thích giải thích đã. Thưa nàng, công tử đang có chuyện gấp, không gặp ai trong lúc này.
không gặp chàng lần cuối, để được nói hết nỗi lòng mình cùng với chàng. Ngày mai đã là ngày ra trận, ta chỉ muốn tiễn chàng lần cuối thôi. Giờ này chàng đã ra quân rồi, vậy là chàng không muốn gặp mình nữa. Vậy là mình đã hết cơ hội để giải thích với chàng rồi. Thân liễu này tựa bóng tùng quân, dù qua bao giông bão đổi thay thì xin chàng cũng đừng quên thiếp nghe. Lòng thiếp luôn mãi hướng về chàng. Thiếp chỉ muốn được chứng minh cho chàng biết tấm lòng trong sạch của mình. Bà con ơi, có người trên núi. Cứu, cứu. Một năm sau. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ta không muốn nghe bất cứ điều gì thêm về ngươi, một con người phản bội. Không, sự thật không phải như vậy đâu. Tất cả là lỗi của ta. Chính ta đã nhặt được kỷ vật của Mai Nương. Ta đã hẹn gặp nàng ấy để trả lại, và cũng cố tình hẹn ngươi ra để muốn ngươi chứng kiến cảnh ta và nàng ấy gặp nhau, để ngươi hiểu lầm nàng ấy và bỏ rơi nàng ấy. Vì ta quá yêu Mai Nương, chính ta đã gây ra cái chết cho nàng ấy. Ngươi nói gì? Mai Nương, nàng ấy đã... Lúc đó ta thấy tà áo trắng gói bức thư này trên tán cây thông. Ngươi hãy giữ lấy nó đi. Đây là những điều mà Mai Nương muốn nói cùng ngươi trong lần sau cuối. Tim ghi bóng hình tùng quân trọn đời, mãi không đổi dời, đến bạc đầu son sắt mãi về sau. Hồ Sương Mai buồn hơn, ảm đạm hơn, chim muông ngừng tiếng hót, cây cỏ trong rừng ủ rũ lụi tàn, dòng nước chảy xuống làm thành một giếng sâu, nơi Mai Nương trầm mình bỗng biến thành một hồ rộng rãi im lặng bên rừng kỳ ngộ. Mai Nương, ta xin lỗi nàng. Nàng có nghe thấy lời ta nói không? Ta đã trách nhầm nàng rồi. Tùng Quân, có ngờ đâu lời ước hẹn năm là lời chia ly vĩnh viễn. Mộ quay bên bờ hồ vắng lặng, dưới bóng hồ cô tịch giữa rừng thông. Ngàn trùng thiên lý biên thùy xa, còn than thở minh chứng cho duyên tình ta. Tùng Quân, thiếp mãi mãi yêu chàng. Đừng bỏ ta, Mai Nương. Từ đó, Hồ Sương Mai được dân làng gọi là Hồ Than Thở cho đến ngày nay. Như chính sự tiếc thương cho Mai Nương và mối tình ngang trái của nàng với Hoàng Tùng. Trần Quảng dạy con. Năm nay mất mùa quá, mấy mẫu ruộng nhà ta mà may ra cũng chỉ đủ gạo ăn thôi. Lúa má năm nay chán quá, ruộng nhà ta mà có thế thì ruộng các nhà khác còn kém hơn. Nhanh lên mọi người ơi! Thật là một người đức độ hiếm có. Phải đấy, chẳng ai được như Trần Quảng tiên sinh. Biết năm nay làng ta mất mùa nên củ mở kho, cho mỗi nhà dây 20 thúng chống đói. Nhanh nhanh đến còn xếp hàng nữa. Hả?
Mình phải nghĩ cách đi chứ. Chẳng lẽ cứ để cha mang hết của cải đi cho người khác thế à? Đó là cho vay, nhưng có thấy đòi được ai bao giờ đâu. Cha về nghĩ, được hoàng thượng ban cho bao nhiêu là vàng bạc, gấm vóc, thóc gạo, lẽ ra cha phải để dành cho vợ chồng mình mới phải. Đằng này cụ đi giúp hết người nọ tặng người kia, còn vợ chồng mình thì không lẽ mình không phải là con đẻ của cha sao? Thôi, mình đừng nói nữa, tôi cũng đang buồn hết cả ruột lên đây. Vậy thì mình phải nghĩ cách gì đi chứ, đợi đến lúc cha không còn xu nào mới nghĩ ra cách hả? Được rồi, để tôi nghĩ. Phải rồi, có khi chỉ còn mỗi cách này thôi. Cách gì hả mình? Tôi sẽ sang nhà bác hai trưởng tộc, kể lể với bác ấy những khó khăn vất vả của vợ chồng mình, nhờ bác ấy khuyên cha mình hãy dành tiền ấy để mua nhà, đất cát, nhà cửa để dành lại sau này, chứ đừng có dung dãi như thế nữa. Chí ít gì bác ấy cũng là trưởng tộc, tiếng nói cũng có trọng lượng, thế nào cha mình chẳng phải nể đôi phần. Phải đó, có thế may ra mới được mình ơi. Ăn cơm xong vợ chồng mình cùng đi ngay nha. Chú lại đang ngồi ngắm chim đó à? Chào bác cả, có chuyện gì mà bác phải đích thân đến tận nhà em thế này? Sao không bảo đứa nào nó nhắn để em sang? Rồi rồi, chú cứ mặc kệ tôi. Số là vợ chồng thằng Tư tối qua có sang tôi. Chúng nó nhờ tôi sang đó với chú về cái chuyện... À, chắc là cái chuyện em cho bà con vay thóc gạo hôm qua chứ gì. Mà chúng nó nói tôi nghĩ cũng phải. Chú chỉ có mỗi thằng Tư, sau này nó cũng là người nhang khói phụng thờ tổ tiên. Dù ít dù nhiều cũng nên để lại cho vợ chồng nó ít vốn liếng, chứ tôi thấy chúng nó cũng đầu tắt mặt tối lắm. Bác dạy thì em xin nghe. Chẳng phải để lại cho vợ chồng nó rất nhiều đấy sao? Sao? Sao tôi thấy chúng nó nói... Là bởi chúng chưa hiểu ý em nên mới nghĩ vậy. Em đã già, há lại không nghĩ đến con cháu hay sao? Hiện em cũng có ít ruộng của tiền nhân để lại cho chúng nó. Chúng mà chăm chỉ làm lụng thì lo gì cái ăn cái mặc. Còn nếu bây giờ em lại làm cho chúng giàu có, để chúng dư giả, thì chính em làm cho chúng sinh lười biếng mà thôi. Xưa nay, người giỏi mà sẵn có nhiều của, nhiều tiền, chí sẽ kém đi. Người ngu mà sẵn tiền sẵn của thì càng thêm tội lỗi. Chi bằng để lại cho chúng cái phúc, cái đức, cái tiếng. Ấy chẳng phải là đã để cho chúng rất nhiều rồi hay sao, hả bác? Chú nói chi lý lắm, quả là chỉ nhân hiểu đời thấu đạo. Chú dạy con quả đáng để cho mọi người học tập. Thương người dân. Bà lấy bên này nè, bên này tươi hơn. Bà gửi tiền. Của bà 50.000, bà đưa cháu bó lại cho. Thôi không cần, về bà cắm luôn. Dạ vâng, con chào bà. Em chào chị. Sao trời mưa mà mẹ không thu máy hiên lại? Mẹ quên. Con dán tờ nhắc nhở trên tường rồi còn gì. Chắc tại mưa nhanh quá, mẹ luống cuống chẳng nhớ ra được việc gì. Ôi trời, đúng là mẹ. Đâu nhỉ? Mẹ nói ai cơ? Không có gì con à. Mẹ có làm sao không? Để mai con đưa mẹ đi khám nha. Mẹ không sao, tại mẹ không thấy con bé bán hoa ở đâu hết. Cô bé bán hoa ư? Thế cô bé đó là thế nào với mẹ? Không là thế nào hết con à. Con bé hay trú mưa trước cửa nhà mình những hôm giông gió ấy mà. Tội nghiệp con bé quá. Thôi mẹ đúng là ai lại đi thương cả người dân. Thôi chết rồi. Từ giờ trước khi con đi làm, con sẽ khóa cửa cổng lại. Mẹ đừng có mở cổng đấy. Sao lại thế?
bây giờ lừa đảo nhiều lắm, mẹ thì có tính thương người, lỡ mai nó lừa cho thì khổ. Không có chuyện đó đâu con. Ở đời nhiều chuyện lắm, không biết trước được đâu mẹ ơi. Thôi con đi tắm nha, mẹ cắm hộ con nồi cơm. Mẹ ơi, chút nữa mẹ thu quần áo ở hiên tầng 2 giúp con nha. Ừ, con cứ đi làm đi. Chị ơi, chị có phải là con gái bác Sáu không ạ? Ừ đúng rồi, có chuyện gì không? Mà ai đây? Chị vào bệnh viện Xuân Tuấn đi ạ. Bác bị ngã bất tỉnh, em mới đưa bác vào đây. Cái gì cơ? Mẹ bắt thang để lấy cái khăn mắt vào cổng, chẳng may trượt chân. May mà có con bé phát hiện, không thì mẹ... Chị cảm ơn em nha. Không có gì đâu chị ơi. Em đi bán hoa, lúc chiều có qua trước cửa nhà chị trú mưa. Thấy bác bị ngã em lo quá. Đã trèo vào nhà chị rồi mở cửa đưa bác đi đó. Em gửi chị chìa khóa ạ. Em xin lỗi vì đã trèo vào. Chị cứ về kiểm tra xem có mất mát cái gì không ạ. Chị không cảm ơn em thì thôi, ai lại... Các con có biết vì sao mẹ không thu bạc trước hiên mà mỗi khi mưa giông không? Không phải vì mẹ lẩn thẩn đâu. Mẹ cố ý đó. Vì mẹ biết sẽ có ai đó mong tìm được một nơi như thế, cũng như mẹ từng có nhiều năm buôn bán vất vả ngoài đường, cũng chỉ ước có một mái hiên nhô ra trong những chiều mưa giông như thế. Mẹ, con đã không hiểu được điều đó.